Cậu thích thích không? Cậu thích cá không? Gì? Mình về rồi. May quá à. Tôi còn sợ đi lộn nhà, là tối nay không biết ở đâu luôn. Mình xuống đây làm chi? Đường xá xa xôi trắc trở quá mà. Xa xôi thì có, nhưng đâu có trắc trở gì đâu. Tôi hỏi đường là đi thẳng tới đây luôn. Dân ở đây dễ thương quá mình hen. Đi. Tôi tưởng mình bận lắm, đâu biết cũng có thời gian để vẽ tranh. Chị ơi, mình vẽ má hả? Cũng giống quá nè. Hay là mình dùng hình này làm hình thờ cho má ở dưới này đi. Nhiều chuyện. Mà sao đi tay không vậy? Không ăn gì hết. Lỡ thằng nhỏ nó đói, nó khóc thì sao? Có chứ, tôi có mang đủ hết. Cha dặn tôi kỹ lắm nghe. Biết mình xuống đây có một mình, chắc là nồi ơ son chảo gì cũng chưa mua. Để tôi ra chợ mua cho mình. Thực hỏi, ngày mai mình về sớm, ra chợ chi cho cực. Không có đâu, tôi còn ở đây lâu á. Cha nói ở chơi 10 bữa, nửa tháng, hoặc ở luôn cũng được. Lúc nào cũng cha nói, cha nói. Cha có ở đây đâu mà biết. Nhà cửa chật chội, sao mà ở được. Nhà rộng chứ có chật đâu. Vợ chồng mình với thằng Nghiệp ở là quá rộng rãi rồi. Nhà này là do nhà nước cấp, mà nhà nước không cho vợ chồng ở với nhau. Mình giỡn hoài. Mình tưởng tôi dốt nát, không biết gì sao. Làm gì có chuyện nhà nước không cho vợ chồng ở với nhau. Mình bồng con chút đi. Ổng trời, nó nhớ mình, cứ khóc đêm suốt luôn á. Tôi mới đi làm về, người bụi bặm dơ dái lắm, không bồng con được đâu. Có gì giao cho chú Kính đi. Chú Kính là cái người... Là người ở trong cái nhà này nè. Chẳng lẽ mình chưa thấy sao? Có. Là chú ấy mở cửa cho tôi vô mà. Ừ. Mình thấy rồi đó. Nhà chỉ có mình tôi với ổng thôi, mà đã thấy chật chội rồi. Ăn thì nhiều, chứ ở đâu có bao nhiêu. Để mai tôi ra chợ, tôi mua nồi ơi chén đũa. Không cần mua nhiều, nhưng mà phải mua đồ thiệt tốt. Đã nói là không mua gì hết. Ngày mai mình về sớm đi. Nhưng mà cha biểu... Nữa? Lại nhắc cha nữa. Cha già rồi, để ông ở mình ơn như vậy, sao được. Tội nghiệp ông quá mà. Thôi, mình về với cha đi. Lúc nào quẩn, tôi về thăm mình với con. Nhưng chẳng lẽ vợ chồng mình cứ xa cách vậy hoài sao? Tôi nói một thời gian thôi. Nhưng mà mình đi lâu như vậy, con nó nhớ. Con còn nhỏ, biết cái gì mà nhớ chứ không nhớ.
Thôi được rồi, nếu mình không bằng lòng, tôi sẽ ở đây chơi vài hôm nữa rồi tôi về. Ngày mai mình về đi. Tôi ở đây làm việc chứ có phải đi chơi đâu. Thôi được rồi, mình ở đây tới sáng mốt rồi về. Vậy ngày mai có muốn ra chợ chơi không? Mình không cho ở lại, cũng không cho mua đồ, thì ra chợ mừng chi. Vậy đi, chờ đỡ tốn tiền. Ăn uống gì chưa? Lúc nãy mới xuống tới, tôi đói quá nên đang ở ngoài đường luôn rồi. Ừ, tôi cũng thích như vậy á. Đói cứ ăn, không mắc công phải chờ ai hết. Thôi mình ở nhà đi, tôi đi có chút chuyện. Ủa, mình mới về tới mà giờ còn đi đâu nữa? Tôi qua nhà thầy ký ăn cơm. Mình đã có chú Kính ở đây rồi, sao không nhờ chú Kính nấu cho? Ông già đó thì biết nấu cái gì. Thôi tôi đi đây. Chú Kính. Dạ. Vợ con tôi đang ở đây, chứ đừng bếp xếp nhiều chuyện nha. Dạ, tôi biết rồi ông chủ. Biết thì tốt. Dạ. Anh ba ơi, anh ba ơi, vô nhà chơi chị Năm. Gì vậy chị? Cà chua cà lóc chứ gì. Ông Quyền nó dặn tôi ở nhà phải lo cho anh, cơm khô khan vậy nuốt sao vô. Có một mình tôi à, ăn vậy cũng đặng mà chị Năm. Thôi chan miếng canh ăn đi. Nè. Cảm ơn chị Năm. Mà nó đi như vậy á, chừng nào nó về? Chắc nó xuống dưới ở luôn quá. Chồng đâu thì vợ đó. Biết là chồng đâu vợ đó rồi, nhưng mà tụi nó cũng đâu thể bỏ anh một mình như vậy được. Sao anh không chịu nói thằng Bình nó rước anh đi luôn? Tôi ở đâu quen đó rồi. Với lại xuống dưới đó chỉ làm vướng tay vướng chân tụi nhỏ, chứ có ích gì. Đúng là nước mắt chảy xuôi mà. Hồi tụi nó ở đây, anh lo cho tụi nó bao nhiêu cũng không kể. Bây giờ có ở nhờ tụi nó lại sợ làm phiền. Mời thầy dùng bánh. Ừ. Bánh này là do chính tay nó làm đó. Tuy là nó không được khôn lanh bằng người ta, nhưng được cái khéo léo. Món gì nó nấu cũng ngon hết đó thầy. Cậu hai trước đây có phước quá. Có phước nhưng mà phải có số hưởng. Biết đâu người đến sau lại tốt hơn người đến trước. Phải không thầy Thông? Dạ phải, phải. Ngày mai á, tôi sẽ cho em nó lên tòa bố làm một ít việc. Có gì á, nhờ thầy chỉ giúp giùm. Thầy không phiền chứ? Dạ thưa, không phiền. Ừ.
Ngày mai tôi mắc đi công chuyện với quan chánh, không có ở đây. Hay ngày mốt cô hẳn lên tòa 4 nghe. Dạ được. Vậy ngày mốt sau khi xong việc, tôi xin nghỉ phép đưa cô đi chơi nha. Sao không đi ngủ đi? Mình chưa về, sao tôi ngủ được? Ngủ thì cứ ngủ, chờ tôi mừng chi? Nhưng tôi có chuyện muốn nói với mình. Có chuyện gì muốn nói, chờ tôi thay đồ đã. Mình lên giường ngủ đi, giường còn rộng mà. Rộng gì mà rộng, cái giường có chút xíu, mình với thằng nhỏ nằm đã chật rồi. Mình à, mình đi đường mệt rồi, ngủ sớm đi. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với mình. Có chuyện gì để mai nói. Vậy mai mình có đi làm không? Sao không, tôi làm công chức mà, sao không đi làm? Vậy tôi nói chuyện với mình lúc nào? Sao mình nhiều chuyện quá vậy? Bây giờ có chuyện gì? Nói đi. Con Mi tỉnh lại rồi. Nói vẫn sống đó thôi, có gì mà tỉnh chứ không tỉnh. Ý tôi nói là con Mén đã nhớ lại mọi chuyện. Nó còn nói... Nó nói cái gì? Nó nói chính mình là người đã đánh nó tối hôm đó ở bãi Tha Ma. Điên khùng. Mình nói vậy là sao? Thì nó điên khùng chứ sao nữa. Mà mình đó, mình là người tỉnh mà cũng điên khùng theo nó hả? Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà. Nhưng mình cũng phải suy nghĩ lời mình hỏi chứ. Hỏi như vậy có biết là tôi khó chịu lắm không? Tôi có lý do gì mà đánh nó? Nhưng tại sao nó không nói ai mà lại nói mình? Mình đi mà hỏi nó. Mình cũng biết là nó thích tôi mà tôi không thích lại, nên nó đặt điều nói xấu tôi là chuyện bình thường. Nói vậy là mình không có làm chuyện đó. Không. Thôi, khuya rồi, mình đi ngủ đi. Tôi cũng mệt rồi.
Mình à, Mình dạ con chào chú ba. À, thằng Cang, vậy mà chú cứ tưởng ai, nghe tiếng ô tô chú cứ tưởng ông lớn nào chứ. Ngồi đi con. Dạ chú. À, công việc ở gara làm sao rồi con? Dạ cũng tốt chú. À, uống nước đi con. Dạ con cảm ơn chú. Chú ba, Quyền đâu rồi chú? Nó xuống Cần Thơ thăm chồng nó rồi. Vậy khi nào về vậy chú? Chắc 10 bữa nửa tháng gì đó. Mà không chừng nó ở luôn với đó. Vậy là Quyền mang theo thằng Nghiệp luôn hả chú? Phải vậy thôi. Vợ chồng con cái phải ở chung với nhau chứ. Không ấy, hôm nào con lấy ô tô chở chú xuống Cần Thơ thăm anh Bình với Quyền luôn nghe. Thôi, đi xe đò thì chú đi, chứ chú không dám ngồi ô tô của con đâu. Sao vậy chú? Xe của chủ, chứ lỡ da quẹt hư xe tiền đâu chú đền. Chú còn cái tiệm thuốc này nè, chú bán đi rồi chú lấy tiền đền cho ông chủ. À, chú ba, con có chút quà con gửi chú ba. Cái thằng này lại bài vẽ quá, đi làm công cho người ta, tiền ở đâu mà mua quà cho chú? Cái này là của ông chủ con biếu cho chú. Giỡn hoài. Ông chủ của bay biết chú là ai đâu mà biếu. Lần sau á, về thăm chú là được rồi. Đừng có mua quà cáp gì nghe con. Dạ. Khi nào rảnh nhớ về thăm nhà nghe. Thôi tôi đi nha mình. Đi đi. Đi sớm về sớm, chứ không lên tới đó là khuya lắm. Mình bồng con chút đi mình. Hôn cha đi con. Còn lâu lắm, cha mới về thăm má con mình đó.
đến khi nào? Tôi mới đến. À, em nhìn gì đó? Người lúc nãy ở nhà thầy là ai vậy? Đâu có ai. À, người phụ nữ với đứa con trai nhỏ đó hả? Cô ấy tới nhờ mấy vật giấy tờ thôi, không có gì đâu. Em tới đây có chuyện gì không? Cũng là mấy chuyện giấy tờ của má tôi. Tôi tới tòa bố thì người ta nói thầy về rồi, nên tôi mới ghé đây. Em vô nhà đi. Thôi để khi nào thầy lên tòa bố thì tôi ghé nhờ thầy giúp giùm mấy giấy tờ của má tôi. Tôi muốn dạy em. Em có thể ngồi làm mẫu cho tôi dạy được không? Không tiện đâu. Vậy thôi, thôi tôi về. Cha ơi. Lại ở ngoài hả con? Nhớ con quá. Ngồi xuống đi con. Con ăn gì chưa? Qua đó ăn chung với cha luôn đi. Dạ, thôi con mệt quá, ăn không nổi đâu. Cha đi vô nấu cháo cho con ăn nha. Thôi, không cần đâu cha. Có chuyện gì? Nói cho nghe. Thằng Bình sao rồi? Không có. Ảnh dừng ở dưới đó một mình. Còn chuyện con Mén, nó có thừa nhận? Dạ không. Ảnh nói ảnh không có làm chuyện đó, chỉ vì con Mén thích ảnh nên mới đặt điều vậy thôi. Vậy là cha yên tâm rồi. Thôi con đưa thằng Nghiệp vô buồng cho nó ngủ. Con để thằng Nghiệp ngồi đây với cha. Con đi tắm rửa thay đồ đi. Dạ. Ủa cô hai, cô hai kiếm ai vậy cô hai? Anh Năm, tôi tìm anh đó. Cô hai tìm tôi hả? Tìm tôi có gì không? Cô cứ nói đi, tôi biết tôi trả lời cho. Hôm qua anh chở khách của thầy Thông đi đâu vậy? Không phải khách của ai ơi, là vợ con của thầy Thông á. Anh có lộn với ai không? Tôi hỏi á, là khách của thầy Thông Bình đó. Đúng rồi, chính miệng thầy Thông Bình nói vậy đó. Thầy còn dặn tôi chở vợ con thầy đi cẩn thận á. Mà có chuyện gì vậy cô hai? Không, không có gì hết. Tôi có việc muốn lên tòa bố, nhưng sợ thầy bận nên tôi hỏi thăm vậy mà. Chắc không bận gì đâu, vợ con về hết rồi bận gì nữa. Vậy thôi, cảm ơn anh nha. Dạ. Tôi về. Dạ cô. Cô hai đi đâu đây? Tôi đi công chuyện cho má tôi. Đó, cô.
Nè. Dạ. Hồi nãy cô ta hỏi thăm chuyện gì vậy? Cô ta nào? Ông Hương cả hỏi như vậy tôi biết đường nào tôi trả lời. Là cô Hai, con bà chủ phận đó. Mà ai cũng hỏi chuyện này hết vậy ta? Có chuyện gì thì nói lẹ đi. Thì chuyện của thầy Thông nhờ chở vợ con thầy Thông đi thôi. Chuyện con vậy mà ai cũng hỏi hết trơn á. Chết rồi. Ai chết? Hả? Ai chết? Không ai chết hết. Mà có đó. Chú mày sắp chết rồi đó. Tôi... Ông giỡn hoài vậy ông Hương cả? Tôi mượn gì mà tôi phải chết? Chú ăn nói bậy bạ, sắp chết tới nơi rồi. Cái người chú chở hôm qua không phải là do thầy Thông, chú hiểu chưa? Nhưng mà chính miệng thầy Thông nói vậy mà. Chú lãng tai rồi. Đi đốc tờ coi lại cái tai của mình đi. Chú ăn nói bậy bạ là chú không được chạy xe ở đây nữa đâu. Có làm gì đâu. Tôi nói cho chú nghe, cái người hôm qua là em của thầy Thông lên thăm thầy ấy. Chú nghe sao mà thành vợ con? Trong tòa bố ai cũng biết thầy Thông chưa có vợ. Chú nói như vậy đâm ra thầy Thông khai mang hay sao? Thầy Thông mà khai mang thì người ta sẽ tìm hỏi chú để mà điều tra. Tôi có làm sao không ông Hương cả? Thì ở tù chứ sao? Trời ơi. Ông Hương cả, ông cứu tôi đi ông Hương cả. Nhưng chú phải mừng cho được chuyện này. Dạ, mừng chuyện gì tôi cũng mừng hết á. Chú đi gặp cô Hương, nói với cổ là chú nghe lầm. Dạ dạ dạ. Thiệt ra người đó là em gái, chứ không phải là vợ của thầy Thông. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Nghe chưa? Dạ. Đi. Dạ. Sao kỳ vậy cả? Mén ơi, Mén ơi, mày có nhà không Mén? Mày khỏe rồi hả? Chưa chết. Thôi, có gì bỏ qua nghe. Tao tới thăm mày nè. Hôm trước tao có đi thăm anh Bình. Ảnh nói ảnh không phải là người hại mày. Hại mày là một người khác. Nói dối. Chính nó đã đập đầu tao nè. Còn bóp cổ tao nữa. Nhưng ảnh làm vậy cũng phải có lý do chứ. Ảnh với mày đâu có thù hằn gì với nhau. Không thù. Nhưng mà tao biết được sự thiệt. Sự thiệt gì? Là nó không có yêu mày. Nó lấy mày là để có chỗ ăn chỗ ở thôi. Nó đang lợi dụng mày đó. Mày biết chưa? Chẳng lẽ anh lại đi nói những điều đó cho mày nghe? Nó không nói cho tao nghe, nhưng mà nó viết trong quyển nhật ký, để lại cho mày với chú ba. Nó nói sau khi nó đổ bằng thành chung, nó sẽ ra khỏi nhà mày và không luyến tiếc gì hết. Làm sao mày biết quyển nhật ký đó? Mày đã đọc chưa? Tao đọc rồi. Tao ăn cắp quyển nhật ký đó trong phòng của nó. Không, tao không tin đâu. Mày ghét ảnh nên mới nói vậy thôi. Tao nói thiệt. Hôm đó tao hẹn nó ra là tao ép nó phải bỏ mày, vì tao biết nó không có thương mày. Nhưng mà nó đã đánh tao để lấy lại quyển nhật ký đó. Vậy là quyển nhật ký cũng không còn? Tất nhiên rồi. Nó đã lấy lại. Chắc là bây giờ nó đốt luôn rồi. Mày bỏ nó trước đi. Còn không á, sớm muộn gì nó cũng bỏ mày à. Mày không nghe người ta nói hả? Vợ chồng như chiếc áo, mặc rồi cởi ra
Nhất là cái thằng tệ bạc như nó. Hỏng chừng ở Cần Thơ nó có vợ khác rồi kìa. Tôi biết á là hắn ta đã có vợ, nhưng mà đâu có ngờ là vợ hắn tìm xuống đến tận đây. Làm sao bây giờ ông xã, cô Hương mà biết thì bà cả cũng biết. Mà bà cả biết cái chuyện này là chết tôi. Chết cái giống gì mà chết? Tôi sắp phát tài rồi mà chết gì? Giờ này mà ông còn giỡn. Bây giờ vậy nè, chú đi gặp thằng Bình, moi được bao nhiêu thì moi. Còn chuyện bà cả cứ để tôi lo, được chưa? Không phải khách đâu cô hai ơi, vợ con của thầy Thông á. Anh có lộn với ai không? Tôi hỏi là hỏi khách của thầy Thông mình đó nha. Đúng rồi, chính miệng thầy Thông mình nói vậy mà. Thầy còn dặn tôi chở vợ con thầy đi cẩn thận nữa. Mà có chuyện gì không cô hai? Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi? Sao không có đứa nào chăm trà hết vậy bấy? Hương, Hương, Hương. Dạ, má gọi con. Má không gọi con chứ gọi ai? Sao lúc này con giống như người mất hồn vậy? Đâu có gì đâu má. Dạo này sao không thấy thầy Thông Bình ghé chơi? Người ta bận nhiều việc mà má. Cái thằng xã này, nhờ có chút xíu việc cũng không xong nữa. Hay là lần này con đi giùm má đi. Đi đâu vậy má? Qua nhà thầy Thông. Thôi, con không đi đâu. Có chuyện gì á thì mình lên tòa bố, chứ tới nhà người ta hoài kỳ lắm. Lên tòa bố thì đâu có nói được, đến nhà riêng của thầy Thông có phải là tiện hơn không? Nhưng mà mình cứ tới nhà riêng của thầy Thông hoài, người ta sẽ nói mình là đút lót đi cửa sau. Ai nói cái gì thì kể người ta. Nói ở sau lưng chứ đâu có dám nói ở trước mặt hai má con mình đâu mà sợ. Nhưng mà sao lúc này má thấy con lạ lắm mà nghe. Lúc trước má nói cái gì con cũng nghe hết, còn bây giờ nói cái gì ra là cũng cãi má làm sao. Rồi giờ sao? Có chịu đi không? Hay là để tôi vác cái thân già này tôi đi qua bên đó? Dạ, thôi được rồi, để con đi. Nhớ nói, mấy cái vụ cái ghe nó bị mục nát hết rồi, không có mần ăn gì được hết á. Hỏi thầy á, có cách nào giúp mình bãi tiền môn bài được không? Nghe. Một có một chiếc mà má. Đi đi. Nè, dạ. Nhớ tô thêm chút son, rồi đánh thêm chút má hồng giùm tôi một cái. Trời ơi, để cái mặt gì mà xanh lét đi ra ngoài đường, không sợ gì sao? Dạ. Khoan, nè, đi vô trong thay giùm tôi cái áo đi. Rồi lựa cái áo nào màu xanh, màu đỏ, màu hường gì đó, mặc vô. Trời đất ơi, mai làm chi mà không mặc, mai làm gì? Đi đi. Dạ. Chào thầy. Chú đến sao không báo trước? Dù gì á, tôi cũng đã đến đây rồi. Có chuyện gấp mà không kiếm được thầy là hư bột hư đường hết. Chuyện gì mà gấp vậy? Có phải hôm qua vợ con thầy đến đây không? Sao chú biết? Không những tôi biết mà con Hương còn biết nữa kìa. Cái gì? Ai nói cho cô Hương biết? Là chú hả?
tôi nói mà tôi còn đến đây báo cho thầy biết à? Vậy thì ai nói? Là cái thằng xe kéo mà hôm bữa thầy thuê chở vợ con thầy ra bến xe đó. Chết rồi, tôi quên mất. Giờ tôi phải làm sao đây? Bây giờ phải tìm cách thôi. Nhưng mà bây giờ tôi đau đầu quá. Bây giờ tôi không có nghĩ ra được cái gì hết á. Có cái này chú sẽ bớt đau đầu. Chỉ có thầy Thông là hiểu tôi hơn ai hết đó. Chú đi đâu mà vội vậy? Chú còn chưa nói cho tôi biết tôi phải làm gì mà. Bây giờ á, thầy đừng có làm cái gì hết. Càng giải thích thì con Hướng nó càng nghĩ. Thầy có tịch mới rụt rịch. Thầy cứ chờ thời gian đi, rồi tôi tính kế giúp thầy. Tôi nói như vậy mà thầy vẫn còn lo lắng thì sao? Tôi không biết nói sao cho cô ấy hiểu. Không nói được thì đừng có nói. Nhưng tôi thiệt lòng với cô ấy. Có ai nói thầy không có thiệt lòng đâu. Tôi biết cô ở nhà không có xứng với thầy. Thầy hào hoa, tao nhã, trí thức như vậy thì chỉ có cô gái vừa đẹp, vừa nết na, hiền thục, đảm đang như cô hai á mới xứng với thầy thôi. Thầy cứ yên tâm, một thời gian ngắn nữa cô hai sẽ tự tìm đến thầy. Có thiệt như vậy không? Thầy có thấy tôi nói sai bao giờ không? Thôi, tôi về. Thank you.